Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu cùng trở lại với mọi người một cái dự án rất là đẹp tại Đức Hòa Long An. Dự án mang tên là Làng Sen của Đức Hòa. Dự án quy mô rất là rộng và nằm ngay một cái mặt tiền đường hơn 20m, là một xung quanh là rất là nhiều cái khu công nghiệp. Và cái dự án Làng Sen thì hiện tại là rất là nhiều cư dân đã đang vào ở và sinh sống rồi. Thì tại Làng Sen này rất là nhiều diện tích để cho quý khách lựa chọn. Thì sau đây Phước Sửu cùng với Ngọc Minh sẽ tìm hiểu review. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe bài hát này, rót từng giọt mật tha thiết vào tim. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương, nơi mà người người vượt nhiều nghìn dặm để về thăm gia đình, cha mẹ, ông bà, để sum họp với gia đình lớn, gặp lại anh chị em, thăm lại nơi mình trải qua thời thơ ấu, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nơi ta lớn lên với biết bao kỷ niệm. Rồi đến khi khôn lớn, mỗi người lại có những lựa chọn riêng, cứ thế đi theo dòng cuốn cuộc sống, để chợt nhận ra ta đã đi rất xa. Hiểu được nỗi lòng đó, ta khởi phát từ ý tưởng kiến tạo một cuộc sống quê hương thứ hai, ngay cạnh Sài Gòn, cho những người dân xa quê dựng lại nếp nhà truyền thống của người Việt với cây đa, bến nước, sân đình, với tất cả những gì thể hiện nét hồn Việt trong suốt chiều dài 3.000 năm lịch sử. Dự án tự hào là một Việt Nam thu nhỏ, hội tụ tinh hoa văn hóa của ba miền Bắc, Trung, Nam, phục dựng nét đẹp văn hóa của người Việt trở về với thiên nhiên, kết nối cộng đồng và trân trọng những giá trị cổ truyền, là tổng hòa những giá trị mà Làng Sen Việt Nam hướng đến, không chỉ cho hiện tại mà còn cho cả những thế hệ tương lai. Làng Sen Việt Nam nằm trên trục đường tỉnh Lộ 10, nối liền Trần Văn Dầu thuộc Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là một dự án khá nổi tiếng của chủ đầu tư Phúc Khang, Võ Trọng Nghĩa thiết kế, người từng được đoạt nhiều giải thưởng quốc tế giá trị về kiến trúc xanh. Với ý tưởng đem lại môi trường sống tốt lành cho cư dân, dự án đã dành khoảng 60% diện tích để phát triển những mảng xanh và không gian sinh hoạt cho cộng đồng. Và ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng tìm hiểu về dự án này nhé! Về tổng quan, tên dự án là Làng Sen Việt Nam, An Hạ Riverside. Vị trí dự án là đường Trần Văn Dầu, huyện Đức Hòa, Long An. Chủ đầu tư là Phúc Khang Corporation, quy mô 50 hecta, pháp lý, sổ hồng riêng từng nền, sở hữu lâu dài. Loại hình sản phẩm, đất nền, nhà phố, biệt thự. Vị trí khu dân cư Làng Sen. Làng Sen Việt Nam nằm ngay mặt tiền đường tỉnh Lộ 10, kết nối Trần Văn Dầu, lộ giới 60m, cách ngã tư Bà Hòm, tỉnh Lộ 10 giao quốc lộ 1A, chính xác là 11,5km. Cách Bến Thành quận 1 là 20km. Địa chỉ tại xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nằm giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, cách Cầu Sáng 2km, cách Phật Cô Đơn 3km. Trên Google Map, chúng ta có thể thấy khu đô thị Làng Sen Việt Nam nằm bên cạnh rất nhiều các nhà máy, xí nghiệp lớn, nên có một lợi thế về phát triển dân cư. Từ tỉnh Lộ 10, quẹo vào dự án khoảng 1km, tuyến đường đã được trải nhựa và khá rộng. Nằm liền kề trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Làng Sen Việt Nam sở hữu vị trí thuận tiện cho mọi nhu cầu đầu tư, ăn cư, nghỉ dưỡng, cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút di chuyển qua vòng xoay Phú Lâm hoặc đại lộ Võ Văn Kiệt, và chỉ mất 10 phút, bạn đã có thể tham gia vào không khí nhộn nhịp mua sắm, vui chơi tại chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, những tiện ích khác như siêu thị, trường học, bến xe miền Tây, dễ dàng di chuyển chỉ trong vài phút. Về không gian sống, hơn 60% diện tích dự án được phủ xanh hoàn toàn để tạo nên không gian sống xanh, hướng về thiên nhiên, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và tham quan của cư dân và khách tham quan. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn Lotus của Việt Nam. Mỗi ngôi nhà là một tác phẩm nghệ thuật với thiết kế thật mộc mạc, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí xây dựng. Việc xử lý khéo léo và tính toán thông minh đã biến các khối bê tông thành những mảng xanh và vườn rau sạch, rộng thoáng cho cả nhà. Các cụm nhà được bố trí thành hình vòng cung. Tâm dự án là công viên cảnh quan, các công trình thương mại dịch vụ xung quanh đáp ứng nhu cầu người dân,
tạo ra sự hài hòa, gắn kết cộng đồng. Các mẫu nhà thiết kế với ba mặt thoáng bao quanh tạo thành vườn trước, sau và bên, tăng diện tích thông gió, chiếu sáng tự nhiên. Không gian nội thất được bố trí linh hoạt, rộng rãi, gắn kết gia đình, cũng như tạo dấu ấn phù hợp với điều kiện khí hậu bản địa. Không gian vườn với mảng xanh được sắp xếp lại phù hợp ở các tầng. Điểm nhấn nổi bật là trung tâm hội nghị tre Việt, đạt kỷ lục nhà tre lớn nhất Việt Nam. Có thiết kế độc đáo với sức chứa lên đến hơn 10.000 người, được làm từ các nguyên liệu sinh thái có sẵn tại Việt Nam như là tre, tầm vông, lá phọt. Không gian không cột, kết cấu chính bằng 100% tre tầm vông, vượt nhịp lên đến 30m. Về tiện ích, tại khu đô thị văn hóa, thương mại, dịch vụ làng Sen Việt Nam, những tiện ích chính như là trung tâm dịch vụ thương mại, dãy phố thương mại Bắc Trung, Nam đều được sắp xếp hài hòa, hợp lý với mảng xanh thiên nhiên như công viên, nông trại xanh. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục như là trường kỹ năng Phù Động Thiên Vương, trường đào tạo kỹ năng Adam Khu cũng được tích hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho con em của quý cư dân tại dự án. Đặc biệt, với Trung tâm Hội nghị Tre Việt, công trình xác lập kỷ lục nhà tre lớn nhất Việt Nam nằm giữa hồ Tịnh Đế Liên, gần 1 hectare, diện tích mặt nước khoảng 7.600m2. Cổng chào Lạc Việt, công trình xác lập kỷ lục, cổng chào có họa tiết chống đồng Đông Sơn lớn nhất Việt Nam và những tiện ích khác gợi nhớ nguồn cội và truyền thống đáng tự hào. Làng Sen Việt Nam thực sự là khoản đầu tư thông minh từ trái tim, là điểm không thể bỏ qua khi đến với Sài Gòn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu muốn biết thêm thông tin về dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0909 477 288 và gặp Phước Sửu. Có thêm thông tin chi tiết hơn về dự án, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.